nào. Skyler aka Kinh Chảy 2017 Sài Gòn mu toàn cức. Yeah. Ai Tân sau khi vợ bỏ cuộc sống đổ vỡ ra sao? Tân nói Tân yêu con vợ mình nhất, tại sao ta nở xa nhau? Chí Tẩu thằng con vừa mới lọc lòng mà hai cha mẹ chia ly. Phàng cha đập đá từ đéo tuần riêng lên mạng bị người khinh khi. Để mong trời phù hộ cho thằng phụ hộ, cả đời làm mướn được hậu phụ. Mấy năm vẫn đeo hoặc hậu thì tin cái đéo gì khi trình độ. Bộ tao chắc là trời sẽ ban sống, còn để đó cho thằng sang bắm. Chỉ dần cuộc chơi cho Tân, cái SGM chỉ là cái hang. Chắc mày đã có được cái huy chương, mấy năm liền có flow không đổi. Tôi có gì hay sofa trong bát nhưng vẫn như cặc mà cầu mong nổi. Tao nói bài trước mày nghèo chết mẹ thì lấy của cặc sẽ chuyển sang. Thời gian không còn chỗ cho mày nữa, đi phủ là nơi nên chuyển sang. Ngày trước thằng Tanh đã thua còn nhục một cục dưới tay Subi. Hôm nay gặp sang mà còn sâu lồn thì bố sẽ cho mày ăn Subi. Tại sao bắt tao phải ra nên chiến khi đời thằng bố mày đang chu phi? Cho hỏi dạo này mày khá hơn chưa hay đời vẫn nhạt và ngu si? Không biết bà cha mày đẻ mày chi, chắc là không được hưởng phúc. Có thằng con là cứt loại ba suốt ngày áo mông mình tưởng nhất. Nếu mà rap là hóa là kem thì mau về thành mà dưỡng sức. Cô gợi mày nhục phải bỏ ra đi sau khi cái đêm tao cưỡng bức. Giờ thì sao nè Tân, thằng nào nói bao mày sang? Một thằng ngu dốt cả tiếng mày đẻ đồ ăn thằng sang này sao? Mày đi tới đâu thì chó tới đó, vì mày là chó đầu đàn. Nhận tiền người ta xong về chơi rap đưa ra dáng đáng thằng thầy hả? Tân hôm nay bị cho ăn chửi con mau đi đào cái hố để chôn báo mộng. Thằng con còn lập bàn thờ lưu hình trái châu của bố để lên. Chắc là phải ngồi kể chuyện xưa sau đường mày đen mà không ánh sáng. Còn thiếu con mi 120 ngàn mày đã trả chưa hay vẫn lánh nạn hả? Tân đã lỗi thời dựa vào gì mà đòi nổi trời? Phát ngôn khi lời là kém mà còn tự hào đi khoe mẻ trời. Việc rap là đéo có cần mày đâu, đừng mang trình quan ra hiến dân. Ngược lại được cái là Tân hơi bữa showbiz đang chờ mày tiến thân.